Nigeria không hoãn ngày bầu cử tổng thống tin từ Abuja, Nigeria. Ngày hôm qua, Hội đồng Nhà nước Nigeria đã quyết định chọn ngày 14 tháng 2 làm ngày bầu cử tổng thống, trong khi dư luận tỏ ra lo lắng trước tin đồn rằng ngày bỏ phiếu có thể bị hoãn lại. Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Sambo Dasuki hồi tháng qua đã làm giới đối lập phẫn nộ vì kêu gọi hoãn lại ngày bầu cử tổng thống, nại lý do là thẻ cử tri được phát ra quá chậm. Hôm kia, Ủy ban Bầu cử Độc lập Quốc gia nói rằng họ đã phát ra 44 triệu trong tổng số 68,8 triệu thẻ cử tri trong vòng 10 ngày qua. Tính ra thì chỉ mới 11 tiểu bang trong tổng số 36 tiểu bang, gồm cả thủ đô của liên bang đã phát ra chưa tới 60% thẻ cử tri cho công dân của mình. Tại tiểu bang đông dân nhất là Lagos và là khu vực mà giới đối lập chiếm ưu thế, chỉ mới có chừng 40% công dân nhận được thẻ cử tri. Một viên chức giấu tên cho biết trong một cuộc họp nội bộ của Hội đồng Nhà nước của Nigeria, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Atahiru Yaga đã liệt kê trong một danh sách của các thành viên của Ủy ban chuẩn bị bầu cử, cùng với các biện pháp an ninh sẽ được áp dụng để ngăn ngừa hoạt động phá hoại của phiến quân Hồi giáo ở phía Bắc. Nguồn tin này cũng nói rằng là các thành viên của Hội đồng tỏ ra hài lòng với sự sắp xếp trên. Vào ngày hôm qua, thì các thành viên Quốc hội South Nigeria tổ chức cuộc họp báo tại Abuja để tiếp tục kêu gọi dời ngày bầu cử. Thượng nghị sĩ Femi Okoronmu nói rằng Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Yaga phải từ chức và hoãn lại ngày bầu cử. Chính khách kỳ cựu Edwin Clark là cha của Tổng thống Goodluck Jonathan đặt dấu hỏi vì sao không tổ chức bầu cử với cùng tháng của những kỳ bầu cử của các năm trước đây. Trong cuộc bầu cử lần này, thì Tổng thống Jonathan của Đảng Dân chủ Nhân dân cầm quyền chạy đua với cựu tướng Muhammadu Buhari của Đảng All Progressive Congress. Đảng này đã chỉ trích yêu cầu đòi trì hoãn ngày bầu cử, nói rằng đó có thể là một âm mưu gian lận.